Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao tôi lại xuyên không nữa rồi? Kiếp trước là mẹ kế cho 7 đứa con, kiếp này lại xuyên thành. Bạch Cốt Tinh bị Tôn Ngộ Không đánh chết bằng ba thật là bi thảm. Hủy diệt đi, cả thế giới cùng chết cho xong. Phu nhân sao ngày nào cũng nói những lời chán nản thế? Tiểu Đào còn muốn sống thêm vài năm nữa. Tiểu Đào à, ngươi không hiểu, phụ nữ trước mắt trong ý thức này, cô ấy tên là Kiều Y. Thực ra cô ấy đã xuyên không đến đây từ lâu rồi. Chỉ là đã mất đi 300 năm ký ức. Khi cô ấy vừa xuyên trên đến, mặt còn có một vết bớt hình bướm màu đỏ máu rất lớn, phủ gần hết nửa khuôn mặt. Mọi người đều chê cô ấy xấu xí khủng khiếp. May mắn thay trong làng có một thầy thuốc, đã nhận cô ấy làm đệ tử, cho cô ấy lên nồi hái thuốc, đến hiệu thuốc đổi lấy ít tiền. Thầy có thể kiếm được tiền, cha mẹ cô ấy tất nhiên đồng ý. Vì vậy hàng ngày cô ấy lên nồi hái thuốc. Chưa đầy nửa năm, dược liệu trên núi gần đó đã bị tôi hái gần hết. Nghe những người thợ săn nói, trên đỉnh núi xa hơn có nhiều dược liệu quý, nhưng không ai dám vào. Kẻ liều lĩnh chết no, kẻ nhát gan chết đói. Họ không dám đi thì tôi sẽ đi. Sói, cô ấy cố gắng bình tĩnh lại. Tiện tay nhặt một cái gậy gỗ đốt lên, vung vẩy ngọn đuốc lung tung, đốt cháy lông bụng con sói. Cô ấy lập tức quay người chạy như điên, từ bụi cỏ đột nhiên lại xuất hiện 3-4 con sói đuổi theo sát cót cửa. Sói lại không đuổi theo. Phù vía, xin nữa thì mất mạng rồi. Không lâu sau cô ấy phát hiện ra một cái hang. Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào. Kiều Y càng đến gần cửa hang càng căng thẳng, rất sợ đột nhiên một con thú dữ nhảy ra, nốt chửng cô ấy vào bụng. Mẹ kiếp, mạng như cỏ rác thì cứ liều, hôm nay không phải người chết thì ta sống. Ủa, sao ở đây lại có một con khỉ? Con khỉ bị xích bằng xích sắt, toàn thân đẫm máu, mắt nhắm nghiền. Có lẽ là do vết thương đau đớn khiến nó thở hổn hển không ngừng ngay cả khi đang bất tỉnh. Không phải thật sự là Tôn Ngộ Không chứ? Nhưng Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết có vẻ như không thảm thương đến thế, lại còn bị trói bằng sợi xích sắt to như vậy. Thật đáng thương quá. Tôn Ngộ Không tể thiên đại thánh. Kiều Y khẽ gọi hai lần, nhưng con khỉ vẫn bất tỉnh không có bất kỳ phản ứng nào. Cô ấy xác định đây chỉ là một con khỉ bình thường. Cũng yên tâm, cô ấy tìm trong tù lấy ra dược liệu cầm máu, bôi lên người con khỉ, thấy nó đã cầm máu. Cô ấy cũng dựa vào tường ngủ thiếp đi. Này khỉ, ngươi còn khỏe không? Ôi, có phải tôi ngốc không? Lại mong đợi một con khỉ sẽ nói chuyện. Đây đâu phải thế giới tu tiên. Cô ấy đi đến trước mặt con khỉ, phát hiện vết thương của con khỉ đã lành hẳn. Thảo dược trên núi này hiệu quả tốt thế, vậy chẳng phải sẽ bán được nhiều tiền sao? Con khỉ chê bai bộ dạng của Kiều Y, đành nhắm mắt lại. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Kiều Y nghĩ đến hoàn cảnh của con khỉ, cũng thảm như cô ấy vậy. Cầm một hòn đá nhọn, nhắm vào chỗ nối của xích sắt đập mạnh mấy cái. Xích sắt không hề nhúc nhích, không để lại một vết xước nào. Kiều Y mệt đến nỗi thở hổn hển. Lúc mắt lên bỗng thấy con khỉ đang nhìn cô ấy với ánh mắt khinh thường. Đồ khỉ hôi, ngươi nhìn cái gì thế? Đang chửi ta ngu ngốc, không biết lòng tốt của người khác. Ta đi đây, ngươi tự sinh tự diệt đi. Sau khi Kiều Y đi khỏi, hang động im lặng một hồi. Đồ ngu, xích trên người hắn là bảo vật hỗn mang tiên thiên, trừ phi Như Lai đích thân mở ra, nếu không thì ai cũng không có cách nào. Đồ khỉ hôi bị khóa trong hang núi, không có ăn không có uống, thật là đáng thương quá. Không ngờ đúng không, đồ khỉ hôi, ta lại quay lại rồi. Đồ khỉ hôi đừng trách bà đây không giữ đạo nghĩa giang hồ. Vốn dĩ ta đã đi rồi, nhưng trên đường thấy một cây đào. Bọn khỉ các ngươi không phải thích ăn đào sao? Vậy những quả này đều cho ngươi ăn. Đừng cảm kích ta, ta cũng ngưỡng mộ bản thân mình, sao có thể tốt bụng và độ lượng đến thế nhỉ? Ăn nhanh đi, đào này ngọt lắm. Con khỉ ngớ người nhìn quả đào nửa muỗng, cuối cùng cắn một miếng. Chết tiệt, chua quá. Sao ngươi dễ bị lừa thế? Không ai dạy ngươi, không được ăn đồ của người lạ à? Mắt con khỉ trợn tròn xoe, không thể tin được đã bị cô gái xấu xí này đùa giỡn. Ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Đồ khỉ hôi, không chiều người nữa. Quả đào vừa rồi là chua đấy, nhưng quả đào này đều ngọt cả. Thử xem, lần này ta thực sự không lừa người đâu. Con khỉ ngớ người nhìn khuôn mặt Kiều Y, phát hiện ra mặc dù trên mặt cô ấy có một vết bớt nhưng đôi mắt đó lại rất đẹp, linh động, hoạt bát và có ánh mắt trong sáng như vậy, làm sao có thể có ý xấu được chứ? Thôi không so đo với cô gái xấu xí này nữa. Đồ khỉ hôi, ta về nhà lấy cái rìu của cha ta, nhất định sẽ đập đứt sợi xích này. Cứ ngươi ra ngoài, ta để lại cho ngươi ít lương tiết kiệm mà ăn. Nhiều nhất 3 ngày ta sẽ quay lại. Trước khi ta quay lại ngươi đừng có chết đói đấy. Con khỉ không phải. Tôn Ngộ Không nhìn chiếc bánh nướng trên tay, rơi vào trầm tư. Hắn vì chống lại thiên đình thất bại nên bị đè xuống ngũ chỉ sơn, không chỉ mất hết pháp lực biến về nguyên hình, mỗi ngày khi mặt trời lặn còn phải chịu nỗi đau vạn mũi tên xuyên tim. Tôn Ngộ Không vừa mới chịu xong cực hình vạn mũi tên xuyên tim, ngẩng đầu lên thấy Kiều Y đứng ở cửa hang, trông hắn có vẻ không vui. Chủ nhân đáng ghét của ngươi có phải lại ngược đãi ngươi không? Đừng sợ, ta sẽ sớm cứu ngươi ra khỏi đây. Sau khi bôi thuốc cho con khỉ xong, không nói một lời cầm rìu lên bắt đầu đập xích sắt. Đập được một lúc, tức giận ném mạnh cái rìu xuống đất. Sao lại không đập được nhỉ? Đồ khỉ hôi, ta phải làm sao mới cứu được ngươi ra ngoài đây? Đồ khỉ hôi, hôm nay là ngày cuối cùng ta đến đây, ta sắp phải lấy chồng rồi. Thật buồn cười phải không? Rõ ràng ta xấu xí như vậy, vẫn không thoát khỏi số phận bị bán đi. Làng bên có một người đàn ông bị liệt, muốn ta gả qua đó chăm sóc,
đã đưa cho cha mẹ nuôi của ta 10 lạng bạc, bởi vì họ nói ta là đồ xấu xí không ai muốn. Ngoài lão già tàn phế này không ai muốn cưới ta. Con khỉ há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Hắn đã mất hết pháp lực, không có cách nào giúp cô ấy. Trong lòng cảm thấy buồn bã, đồ khỉ hôi, đừng lo cho ta. Ta đã nghĩ ra một ý tưởng hay để trả thù bọn họ. Bọn họ không phải muốn ta lấy chồng sao? Ta sẽ lấy, nhưng vào đền trước khi cưới. Ta sẽ mặc áo cưới màu đỏ và treo cổ trên xà nhà. Nhưng nhà lão gia tàn phế đó không phải người bình thường. Chỉ vì muốn có người chăm sóc nên mới cưới ta. Nếu họ biết ta chốt rồi, cha mẹ nuôi của ta cũng sẽ không yên. Nhưng ta sợ sau khi treo cổ sẽ biến thành thủy treo cổ. Quá đáng sợ, ta vẫn chưa muốn chết. Đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi. Kiều Y giật mình, quay đầu nhìn ra sau. Phía sau trống trơn chẳng có ai. Ta ở trước mặt ngươi. Đồ khỉ hôi, ngươi biết nói. Ừ, chết tiệt. Vậy từ nay đến giờ ta tự nói chuyện một mình tính là gì? Tính là ngươi ngu. Vậy ngươi là thần tiên hay yêu quái? Yêu quái. Ngươi vừa nói có thể giúp ta, ngươi định giúp ta thế nào? Ngươi lại đây ôm ta. Đồ không biết xấu hổ. Không ngờ ngươi còn là con khỉ háo sắc. Đồ xấu xí. Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Mau lại đây ôm ta. Kiều Ý miễn cưỡng bước lại, cúi người ôm lấy hắn. Một lúc sau ngực càng lúc càng đau, tim như bị móc ra vậy. Đồ khỉ hôi, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Ta sắp đau chết rồi, sắp hết đau rồi. Trong hàng phát ra ánh sáng chói mắt, chẳng mấy chốc lại tối đi. Con khỉ buông cô ấy ra. Ủa, thật sự không đau chút nào nữa. Đồ khỉ hôi, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta vậy? Không có gì, thế này thì ngươi sẽ không chết nữa. Thật sao? Ừ, trừ khi ta chết. Nếu không ngươi sẽ không chết. Nhưng dù ta không chết, ta vẫn phải gả cho lão già tàn phế đó. Ngươi có cách nào không để ta phải gả cho hắn không? Xin lỗi, ta không có cách nào. Nhưng bây giờ ngươi có khả năng tự bảo vệ. Ý gì vậy? Bây giờ ngươi có thể tu luyện rồi. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện 100 năm là sẽ có pháp lực bên mình. Ta có thể dạy ngươi phương pháp tu luyện. Kiều Y mở to mắt, cô ấy đưa hai tay ra. Cô thật cảm nhận được chút linh khí chảy vào cơ thể. Đồ khỉ hôi, ta về thu xếp đồ đạc đây. Đợi ta quay lại cứu ngươi. Được, ta đợi ngươi. Nhưng trước khi đó, ngươi đừng chết nhé. Yên tâm đi, đêm nay ta sẽ lén rời đi. Chậm nhất là chiều mai sẽ quay lại. Sau khi Kiều Y đi rồi, trong lòng con khỉ đã mong chờ ngày mai đến. Nhưng một ngày, hai ngày, một năm, 10 năm trôi qua, Kiều Y vẫn chưa từng xuất hiện. Đông qua xuân tới, bên ngoài hoa đào đã âm thầm nở rộ. Con khỉ bỗng nhớ ra, Kiều Y đã đem những quả đào ngọt ngày trước chôn xuống đất. Trong lúc mơ màng, con khỉ như lại thấy được nụ cười của Kiều Y. Đồ khỉ hôi, ta chôn hạt đào này xuống đất, đợi khi ngươi ra ngoài, ngay lập tức có thể ăn được đào ngọt rồi. Đồ ngốc xấu xí, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.